Hỏa hoạn tại khu vực bảo tồn thiên nhiên ở Buenos Aires. Một ngọn lửa khổng lồ đã bốc lên ở khu vực bảo tồn thiên nhiên ở thành phố Buenos Aires của Argentina vào tối hôm qua, đe dọa hàng trăm mẫu rừng thiên nhiên ngay bên cạnh thủ đô của quốc gia này. Theo tin từ các hãng thông tấn địa phương, nhân viên cứu hỏa đã được nhanh chóng đưa đến hiện trường sau khi được báo tin vào buổi chiều là có một ngọn lửa rừng được phát giác ở quận Puerto Madero của Buenos Aires. Tin cho biết ngọn lửa bùng phát nhanh chóng, bốc cao cả 10 thước và nay các nhân viên cứu hỏa đang cố gắng ngăn chặn ngọn lửa lan rộng trong khu vực rộng 350 hectare nằm bên bờ sông Rio de la Plata.